Vâng ạ, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh YouTube của Thọ Audio Phóng nhá. Và trước khi đến phần giới thiệu sản phẩm thì cũng rất mong tất cả các bác đi qua kênh thì nhớ đăng ký kênh và nhấn nút chuông giúp em để không bỏ lỡ to video của bên em. Kênh YouTube Thọ Audio Phóng và số điện thoại 0937481666 chính là số điện thoại bán hàng trong video này. Vâng, ngày hôm nay em đã sưu tầm được vài đôi loa lời bắt 16 các bác nhá. Hàng xịn của Đài Loan, chạy linh kiện của Nhật Bản luôn các bác nhá. Chạy linh kiện bắt của Nhật Bản luôn. Đấy. Bát 16 một chép. Hàng về còn nguyên đai nguyên kiện vừa bản đấy các bác nhá. Thùng quét thì ok luôn các bác nhá. Thùng quét ok. Đấy các bác nhìn đây. Thùng quét ok. Bát 16 một chép thôi nhá. Thương hiệu là SCR các bác nhá. Sâu ba xích. Đấy, bát 16. Đây. Cái linh kiện của nó thì nó chạy linh kiện củ bát của Japan các bác nhá. Linh kiện chạy củ bát của Japan các bác nhá. Một bát 16, con này có thể làm loa treo tường cũng được. Bắt cái ốc và làm loa treo tường hoặc có thể để làm loa lời. Hát cao kê trả lời cứ cay luôn anh em luôn thôi. Đấy. Đấy, màng nữa. Màng xám như JB luôn. Đấy, các bạn nhìn chưa? Đấy, tất cả zin hết các bạn nhá. Tất cả zin hết. Còn nguyên màng nhạn bỏ hóng đây các bạn nhá. Còn chưa động gì vào luôn. Vâng, còn một con gân thì phải thay rồi các bạn ạ. Gân thì bắt buộc phải thay rồi các bạn nhá. Bởi vì cái gân này thì chạy lâu năm thì phải thay rồi. Đây, đằng sau còn có lỗ tản nhiệt này. Cố tỏa nhiệt chạy nó mát này các nhá. Chạy linh kiện của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, ok chưa? Bát 16 các bác nhá. Bát 16. Một chép. Một bát 16 một chép các bác nhá. Đấy. Chuyên hỗ trợ các anh em về lời của anh em là lắp quán cà phê Nha Du Dương Boreno rồi là hát trả lời cũng với là bát 25, bát 20. Lắp cô lại vào để hát thì tuyệt vời luôn. Đấy, một bát 16. Con này thương hiệu của nó là SCR. Đấy, SCR. Tiếng ra đây, thằng chở 8 ôm thôi nhá. Con em đo là 8 ôm. Đấy. Đấy, các bác nghe chưa? Nghe du dương cà phê rất là hay. Và lắp ghép vào tất cả các loa bát 20, 25 nước cắp vào loa này vào tiếng cực hay luôn anh em nhá. Tiếng rất tốt. Rất là nhạy. Đây, chiều cao của nó là ngang của nó là 20 các bác nhá. Ngang 20. Cao của nó là cao 30 các bác nhá. Ngang 20 cao 30. Đấy, rất đẹp. Nguyên chất bãi luôn các bác nhá. Bắt 16 một chép. Em chỉ còn vài đôi này thôi. Vài đôi này thôi. Vâng, ngày hôm nay em thanh lý tất cả anh em luôn. Giá là 950.000 một đôi. Bao ship toàn nơi cho anh em luôn. 950k một đôi các bác nhá. Bao ship toàn nơi. Đấy. Một đôi này là 950.000 một đôi, bao ship tận nơi cho anh em luôn. Mọi chi tiết mua hàng thì mọi người gọi điện thoại trực tiếp cho số điện thoại 0937 481666 hoặc Zalo cho anh luôn các bác nhá. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi.